Rồi bước ra. Đó, cô chú ơi, bữa nay cô chú thấy Trang mặc đồ đẹp không? Ờ, Trang ăn kẹo hả? Em một kẹo. Mấy coi, Trang có mấy cây kẹo? Em một hai ba bốn sáu bảy tám À, cái chú hàng xóm nói trời ơi nhìn công chúa kìa. Cái gì công chúa gì mà gãi 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 đít vậy? Chú gì vô lý vậy? Bị gì, bị gì? Bị này nào? Đi. À, cô chú thấy chay mặc váy đẹp chưa? Đừng có chạy, đi từ từ thôi, mẹ mới dí theo kịp chứ. Đó. Quá đẹp luôn chay ơi. Đừng có đụng vô kẹo, con đụng vô kẹo rồi. Đó, đừng có bôi vô đâu. Cái con chay này con bôi vô là hư đầm luôn á. Con bôi vô là hư đầm đẹp luôn, đừng có bôi vô con, đầm mình đang đẹp. Say thank you. Say I have candy. Oh, so Thank pretty. you. Hey, So pretty. À đi không ngồi xuống, đúng rồi đi không ngồi xuống. Cô nói mẹ ơi đi mẹ. Hả? Con đâu? Con nói mẹ ơi đi mẹ chứ con không được nói mẹ chứ con không được nói đi. Ôi ai vẽ vậy? Ai vẽ? Đâu phải. Đâu phải vẽ ABC cool đâu. Vẽ flower. Vẽ bông rồi vẽ 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 con bướm bướm nữa. Màu bông nó màu gì á? Màu gì? Trời ơi, đi không ngồi xuống nó đúng đúng ba chữ con không con nói đàng hoàng mẹ mới đi chứ con nói kiểu đó mẹ không đi. Con nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Con nói mẹ ơi đi. Nó kêu daddy, look. Nó kêu ba ơi, nhìn nè. Nhìn nè. Cái gì vậy cháy? I see. Ủa rồi đi, bỏ mẹ hả? Cháy. Ai cũng khen hết đó cô chú nào cũng khen chay so cute hết. Ai vẽ? Ai vẽ? Con hỏi cô có ai vẽ? Con hỏi cô có ai vẽ vậy cô? Con nói cô ơi ai vẽ vậy cô? Ai vẽ? Hả? Mệt quá hả? Thôi mệt quá lên đây ngồi. Đây mẹ cầm chưa? Không cầm. À không cầm. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống chụp tấm hình ngay chỗ này nè, ngồi xuống chụp hình ngay chỗ này đẹp lắm. Ngồi xuống thả cái chân xuống. Sao không ngồi? Em ngồi thả. Nè con thả xuống chân xuống giống mẹ vậy nè, thấy không? Con quay vòng cho mẹ coi coi công chúa phải quay vòng vòng, thử quay vòng vòng coi coi. Trời ơi đẹp ghê chưa. Ủa đây nè. Đó công chúa quay vòng vòng đây. Trời ơi đây đẹp quá. Rồi hát Twinkle Twinkle Little Star nữa. Chay. Trời ơi công chúa quay kìa. Trời ơi đẹp quá công chúa ơi. Công chúa này tên gì á? À công chúa này tên em bé hả? Công chúa tên gì? Công chúa này tên em chay chay của mẹ em ơi phải không? Nhìn mẹ cái coi. Không có chạy.
Làm gì cái quần bị dướng hay gì cứ ấy ấy hoài ta. Chạy đi, come back. Cái váy này nó phùng lên nhiều. Trời ơi, cái thời tiết này mà mặc cái bộ đồ này đi ra đây là thấy nè. ABC cứu S. Cứu S. Chút mà mặc vô mặc để quay clip cho cô chú chứ. Chứ chút nữa phải thay đồ bơi. Tại vì cái thời tiết này là thời tiết đi dọc nước mà. Phải thay đồ bơi hết chơi ha. Thay đồ bơi ra ngoài chơi hết chơi ha. Chứ mặc đồ này đâu có chơi được. Mình chơi cái. Ừ. Ờ chị ơi chị. Hả? Cô muốn đi kiếm chị hả? Chị không có nhà. Chị không có nhà. Hả? Ê, tại sao bỏ kẹo xuống đất? Rồi giục cái kẹo luôn, giục cái kẹo luôn. Bỏ kẹo xuống đất là dơ kẹo rồi nè. Con coi nè, mẹ chỉ con nè. Đưa cái kẹo đây. Thấy không? Thấy dính dơ chưa? Đem giục kẹo luôn. Không được bỏ kẹo xuống đất. Rồi, đưa đây, cái kẹo kia có bỏ chưa? Chưa phải không? Mẹ bỏ kẹo xuống đất là phải giục đó. Không có được bỏ nó nghe chưa? Lấy cái tay kéo váy xuống. Hả? Muốn gì? Muốn cắt candy là gì? Giơ tay hay gì là muốn rửa tay phải không? Không. Ba đang tưới cây đó. Hello ba, đúng rồi. Hỏi ba đang làm gì đó. Ba đang tưới cây. Baby, for my onions too. Lạnh không? Ba làm. Ba phun nước con hả? Thôi, làm kiểu tắm coi, làm kiểu tắm coi, chụp hình coi. Ừ, để chút nữa mày thay đồ rồi con lại cái nước đó con chơi, chứ giờ mà mặc đồ này không có lại nước đó chơi được. Không, ủa, mới nói xong. Mới nói xong tức thì. Mô phẹt còn không? Quá đẹp luôn, cái đầm quá đẹp luôn, cái đầm màu gì ta? Cái đầm có mấy màu trên đó ta? Hả? À, không có đi theo chay hả? Rồi bye bye chay nha, con ghê ghê kìa chay. Ghê ghê kìa. Đó, chạy đi. Đi, về, về. Look, so beautiful this morning. Say thank you. She's walking amongst the kingdom. Yeah. With her little sucker wand. Mm-hmm. How are you today? Very good. How are you? Good. Hai ông bà nó nói là chay á hả, hôm nay nhìn giống ý như một lần cô công chúa vậy. Nhìn quá đẹp với cái đầm đó luôn. Thấy không? Bởi vậy con nít ở bên đây thì không nhận thì cái oh, nó mà đi cái là ai cũng nhường nó đi. Besides that move she just pulled. Princesses don't do that. They have people that do that for them. That's how that works. Is it right? Is it right? No. Oh, okay. No, thank you. Đi đâu á? Nó được cái sớm này ai cũng cưng nó. Nó mà đi cái là thiệt cái chứ. Ồ, không đi theo hả? Không đi theo. À, không đi theo, ngồi đây. Mày đứng đây, mày đứng đây. Đứng đây, rồi đứng im rồi, được rồi, đứng đây được rồi, đứng đây được rồi. Rồi đây đi. Bye bye. Không đi.
Không đi, mẹ đâu đi đâu. Who is that? What? It's a frog? Con gì á? Con ếch hả? Trời ơi, nó gặp con ếch, nó ngồi xuống nó hay. Trời ơi, tôi tưởng ếch thiệt, ai ngờ ếch giả. Rồi mày thấy rồi, mày thấy ếch màu xanh này. Cái gì con? Đây. Đâu? Đây. Đây gì? Đây. À đi đâu hả? Đâu? À, ếch rồi, mày thấy ếch rồi, mày thấy ếch màu xanh rồi. Con đó là hả? Con đó là con sóc á. Ừ, con. Trời ơi, cái bông đẹp dữ ta. Thôi dơ dơ ghế đó dơ. Đó, ba mới tưới nước tưới cây rồi đó. Mấy nay nóng quá là cây phải cần nước đó. Giống như là trứng rán cần mỡ mà bắp cần bơ. Cô chú chỉ cần chay thôi đó. Dơ rồi, ai mượn con đi vô trong nước làm chi? Con gì? Ra ngoài lấy coi chừng đó nha. Đó, giờ thay đồ cho nó ra ngoài rồi đó. Dạ. Thay đầm ra đây, mặc cái này cho đôi đúng chín cống mùa hè hả chơi hả? Không cho mẹ theo hả? À, cô chú thấy chơi mặc đồ đúng mùa hè chưa? Đúng mùa hè sôi động chưa? Đó, bà đi chơi đi. Đi chơi. Say ok, bye bye. Chơi. Chơi chơi con ghê ghê kìa chơi. Chơi ghê ghê kìa. Đó, thấy ghê ghê chưa? There's a bug. Đi con. Đi 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 chạy 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 ghê ghê dí kìa, chạy chạy chạy. Đi chơi. Vài ngày nữa rồi gặp bà, đi lẹ lên con. Đi lẹ lên con đi. Chạy đi. Yeah, chạy đi, let's go. Come on. Lẹ đi con ghê ghê nó cắn bây giờ. Chơi lại chơi với đồ chơi không? Con không chơi đồ chơi hả? Đồ chơi có nước kìa. Con không chơi đồ chơi có nước hả? Đi đâu quá? Muốn gì? Muốn cái gì khác? Muốn cái gì? Muốn giày khác hả? Giày khác là giày nào? You wanna play with the water? Yeah, go out. Go out there. Go there. Play with the water. Or you wanna just go out there. Cà cỏ này cần cắt nữa này, sao cỏ này mọc lẹ dữ trời. Ủa vô đó phải ướt chứ. Ướt này rồi hả? Ướt chân rồi hả? Thì cỏ ướt rồi phải chơi ướt chân chứ. Ừ, cô đó đang dọn đồ đó. Chạy đi xuống dọc nước đây không? Xuống dọc nước đây không? Xuống dọc nước đây không? Go.
Trời ơi, cái cỏ ướt là nó không chịu xuống rồi, coi nó điều hành nó không. Cái cỏ hôm qua hồi sáng này mưa nó bị sương thì nó ướt thôi chứ có gì đâu. Xuống đây. Hả? Làm sao? Ướt chân hả? Thì con xuống nước là cũng ướt chân mà. Trời ơi coi nè. Đi, lẹ lên. Thôi mày đi vô nha. Đi đâu? Đi nữa hả? Mày làm biến đi sau, sau lưng con quá. Mày đi trước mặt con nha. Muốn đi cô hả? Cái đó không phải gọi bằng bà chứ không phải gọi bằng cô. Bà đó, bà lớn tuổi bằng bà ngoại rồi đó. Có khi bà hơn bà ngoại luôn đó, là không phải bằng bà. Con muốn đi bà. Say hi. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi chạy rồi. Chó chạy rồi. Nhẹ nhẹ thôi chơi. Be gentle, ok. Be nice. Hả? Cô đâu đó, bà đó, bà đang ngồi đó đó. Con phải gọi là bà chứ con không có gọi bằng cô nghe chưa? Bà. Hả? Con dây này. Dài đâu, đi về nhà lấy dài mặc vô. Lại lên. Dài đâu? Cậu có bao ngồi nè. Chay giờ ra đây chơi tắm nè cô chú ơi, đã không con? Mát không con? Dạ. Dạ. Quá đã luôn, đồ chơi gì mà ngập tràn đồ chơi vậy trời. Sướng dữ người ta. Nó bây giờ vô cái bồn tắm ở trong bồn là nó chỉ chơi đồ chơi thôi đó. Rồi nó lặn xuống, nó hập xuống, nó kiếm đồ chơi. Trong bồn tắm nhiều đồ chơi lắm. Trời ơi, đã chưa, tưới cây đã chưa. Wow, giỏi dữ người ta. À, con cá á con. Ủa chị hồi nãy mẹ nghe tiếng của chị đó, tới rồi chị đi đâu mất tiêu rồi. Chị vô phòng rồi hả? À, chị đi về nhà, chị vô phòng chị rồi. Hắn quá. Trời ơi, Lucky kìa. Hỏi hỏi Lucky tắm không? Dạ. Hỏi Lucky ơi đi tắm không? Dạ, đi Lucky đi tắm luôn. Ừ, Lucky đi tắm luôn. Nắng quá trời ơi. Ui giời, nắng. Nắng nóng da luôn. Bắt cái ghế để đó kìa. Chơi xong cái mẹ đổ cái nước này ra, cái mẹ phiêu cái nước mới vô mày để đó nữa. Để cho ấm cho chơi chơi. Trời ơi, giỏi chưa, tưới cây tưới đồ.